Con chó Bảo Cức. Con chó Bảo Cức á. Mình đã biết đó nha. Bảo Cức ơi, Bảo Cức ơi. Môi chè. Môi chè 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 chè. Chửi lại rồi đó, chửi lại. Chửi không, mày dám chửi không? Chửi rồi. Bé chó uất ức mách mẹ vì bị miệt thị màu lông. Em chó tinh trên này sở hữu một màu lông nâu vô cùng độc lạ. Thế vì được tung hô vì có màu lông khác biệt thì em lại bị một chị gái miệt thị chê bộ lông giống màu. Vâng, biết bị chê nên cô nàng đứng sẵn ở cửa ngó đầu vào, vẻ mặt vô cùng uất ức nhưng chỉ dám đứng nhìn chứ không thể cãi lại. Ôi, con chó Bảo Cức. Con chó Bảo Cức á. Mình đã biết đó nha. Bảo Cức ơi, Bảo Cức ơi. Ôi Bảo Cức bị mớm, Bảo Cức bị mớm. Ôi chè. Ôi chè 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 chè. Chửi lại rồi đó, chửi lại. Chửi không, mày dám chửi không? Chửi rồi. Chanh, sao? Tới khi mẹ đi ra là bao nhiêu nỗi tủi thân bé Chanh tuôn ra hết. Nó liên tục mách mẹ, mắt thì rưng rưng sắp khóc, trông tội nghiệp vô cùng. Đã vậy còn thấy bà mẹ trêu nhây nữa. Người ta con gái xinh đẹp thế này mà nở lòng nào bị chê màu lông giống màu phân. Coi có đứt không? Quê à, ai nói con gì? Nó nói con vậy hả? Nó nói con sao? Mở cửa đi cho con giết nó hả? Mở cửa đi cho con chém nó nha. Mở cửa đi cho con chém nó nha. Nó nói con sao? Mẹ có một cái răng là chưa có chừa đúng không? Ờ. Ra đây tao mẻ một cái răng còn lại luôn, giỡn mặt dép kêu người ta vậy hả? Trời, nó nói còn nhau nữa. Trời ơi, tức quá à. Ôi. Em chó đòi chuyển hộ khẩu qua nhà ông hàng xóm ở. Ông ơi. Hả? Ôi trời ơi. Sao này? Đi về ông, sao lại ngồi đây ăn cơm với ông à? Ông đi chào cái bác. Trời đất ơi. Sao thế này? Khổ không chứ lại vừa ăn cơm ở nhà xong nó sao nó ngồi cạnh ông này. Tuy ở nhà được ăn ngon mặc đẹp, nhưng bé chó tinh ngẩn lại vô cùng thích được sang nhà ông hàng xóm chơi. Không rõ cơm nhà ông có ngon hơn không, mà hễ tới bữa ăn là cu cậu mò sang xin ăn. Tới nỗi chị chủ phải qua tận nơi tìm, bắt tại trận không chỉ riêng thằng Ngẩn mà cả mấy đứa khác cũng đang ở nhà ông ăn chực. Ông nghe chào cái bác. Trời đất ơi. Sao thế này? Khổ không ngươi chứ lại vừa ăn cơm ở nhà xong nó sao nó ngồi cạnh ông này. Ông cho cháu ăn cái gì đi ạ? Đặc biệt là thằng bé tích mập thì lịch sự ngồi ngoài cửa mà thôi. Riêng bé Ngẩn thì ngồi thẳng vào mâm cơm cùng ông mà không biết ngại luôn. Khỏi cần đoán thì có vẻ như là thằng Ngẩn này muốn chuyển hộ khẩu qua nhà ông hàng xóm lắm rồi. Vừa được ăn ngon, còn được nằm nghe ông hát thế này đây. Cô cậu nằm nghe hát say mê tới độ giả bộ không nhìn thấy mẹ đang đứng sẵn ở cửa bắt về. Thèm chơi với ông quá mà bất chấp cãi lời mẹ, cứ chần chừ vừa muốn ở lại vừa sợ bị mẹ đánh đòn. Nó cứ đứng im nhìn với ánh mắt năn nỉ. Phải tới khi mẹ rút cái dép ra dọa thì anh chàng Ngẩn mới ba chân bốn cẳng chạy về.